Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay tòa tuyên án với 86 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát. Việt Nam lần đầu ghi nhận ca mắc cúm AH9, khuyến cáo gì? Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan vào hôm nay. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bị cáo duy nhất bị đề nghị tổng hợp mức án là tử hình về 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ông Đỗ Hữu Ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để hứa chạy án. Đáng chú ý, nhiều cơ quan chức năng của Hải Phòng, trong đó có cả Hội Luật gia, Giáo hội Phật giáo, Công an Hải Phòng đã có đơn gửi Tòa Nhân dân tối cao, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xin giảm nhẹ tội cho ông Đỗ Hữu Ca, với lý do khi còn công tác, ông Ca đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Bên cạnh đó, ông Ca còn có nhiều sự đóng góp, ủng hộ, phát tâm từ thiện tại quê hương. Công an quận Nhất đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, trú tại huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, để làm rõ động cơ, mục đích khi dụ dỗ đưa hai cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về căn hộ của mình ở Tháp Ruby, chung cư Sài Gòn Pearl, Bình Thạnh. Tại căn hộ của mình, Vi tiếp tục dùng lợi ích vật chất như tiền, bánh kẹo nhằm mục đích giữ hai cháu bé ở lại. Một nguồn tin cho biết, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi dẫn dụ giữ hai cháu bé tại căn hộ của mình là để nuôi. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết nuôi để làm gì thì đang đấu tranh làm rõ. Như PLO đã đưa tin, vào tối ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, trú tại quận 7, báo tin bị thất lạc hai con gái tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay sau đó, người mẹ đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cũng như những người bán hàng quen biết gần đó cùng tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tại TP.HCM dự báo, hôm nay, ngày 11 tháng 4, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Miền Tây Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 40 độ C. Một số nơi nhiệt độ có thể lên đến 40 độ vào hôm nay là Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương. Tại TP.HCM, hôm nay nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 39 độ C. Trong 2 đến 4 ngày tới, nắng nóng cũng sẽ xảy ra trên diện rộng và gay gắt ở khu vực Nam Bộ. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi họp về báo cáo rà soát thực hiện kế hoạch triển khai các công việc nhằm vận hành, khai thác hiệu quả tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Sau khi nghe báo cáo từ Sở Giao thông Vận tải thành phố, Ban quản lý đường sắt đô thị, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường đã cơ bản thống nhất dự thảo về kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nhằm vận hành, khai thác hiệu quả tuyến metro số 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị sớm có báo cáo tiến độ khai thác metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định cùng phóng viên Thảo Phương.
Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chuyên mục nhận định của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, mới đây Việt Nam lần đầu tiên phát hiện ca mắc bệnh cúm gia cầm AH9. Theo thông tin từ Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước đây Việt Nam đã phát hiện virus cúm gia cầm AH9 lưu hành trên đàn gia cầm. Đây là virus cúm gia cầm độc lực thấp, thường có triệu chứng nhẹ và không gây chết hàng loạt trên gia cầm. Con người có thể bị lây nhiễm và mắc bệnh cúm gia cầm AH9 nếu tiếp xúc sử dụng gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm nhiễm bệnh. Để tìm hiểu kỹ hơn về bệnh cúm gia cầm AH9 cũng như cách phòng tránh lây lan bệnh, chúng ta cùng gặp gỡ trao đổi với Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Cảm ơn quý Thảo Phương và cảm ơn và kính chào quý khán giả của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, Việt Nam vừa ghi nhận ca mắc bệnh cúm gia cầm AH9 lần đầu tiên trên người. Xin bác sĩ chia sẻ nhận định về mức độ nguy hiểm và lây lan của căn bệnh cúm này. Theo nhận định chung của cộng đồng khoa học thì các loại cúm AH9, N2 hoặc các cúm AH9 nói chung thường thì có độc lực thấp, cho nên là về trong lĩnh vực nông nghiệp thì nó ít gây cái hiện tượng chết hàng loạt của các loại gia cầm và nó sẽ ít gây tổn thất về thú y hơn các loại cúm như H5 hoặc H7. Thứ hai nữa là nó cũng lây bệnh cho người. Ở Việt Nam đây là trường hợp đầu tiên, nhưng ở một số quốc gia khác, ví dụ như ở Trung Quốc, thì nó đã có trên 30 trường hợp có cúm H9N2 ở người. Cái bệnh này thì thường là nó cũng nhẹ trên đa số các trường hợp và nó cũng ít nguy hiểm, ít lây lan hơn các cúm năm các loại cúm H5 hoặc H7. Tuy nhiên thì đó là cũng là một cái lý do khiến cho chúng ta cũng hơi e ngại đó một chút, là tại vì các nhà khoa học đã tìm ra cái vaccine ngừa cái cúm H5, H7 rồi, nhưng mà cái cúm H9 thì chưa, người ta chưa nghĩ rằng là nó ít nguy hiểm, cho nên người ta không có thì chế tạo vaccine, cho nên là hiện nay thì cái nguy cơ từ cúm gia cầm thì H9 trở nên là quan trọng. Tóm lại thì đây là một loại cúm mà từ loại gia cầm có thể chuyển sang người, cái nguy cơ nó thấp nhưng mà chúng ta phải cảnh giác. Khi mắc bệnh cúm gia cầm AH9, người bệnh thường có những biểu hiện triệu chứng gì thưa bác sĩ? Đa số các trường hợp thì người ta phát hiện là có những người có kháng thể với cái virus cúm H9N2 mà không có triệu chứng gì cả. Như vậy thì gợi ý rằng là đa số các trường hợp nhiễm thì không có triệu chứng. Nhưng có một số người thì có cái triệu chứng của hô hấp tương tự như là cúm, thí dụ như là có cái sốt, rồi đau họng, rồi ho, rồi mệt mỏi, đau cơ. Và có những trường hợp thì nó diễn tiến nặng và có thể gây suy hô hấp. Nhưng mà cái số trường hợp này thì nó hiếm thôi. Xin bác sĩ chia sẻ những khuyến cáo để phòng ngừa lây lan bệnh cúm gia cầm AH9. Thì để phòng ngừa cái cúm, các loại cúm gia cầm nói chung và trong đó thì có loại cúm AH9, thì về nguyên tắc thì chúng ta phải tránh, thứ nhất là tránh tiếp xúc giữa con người với lại các vật nuôi, và cụ thể là các vật nuôi gia cầm hay gà vịt. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải tránh khi mà tiếp xúc với người bệnh, nếu người đó có triệu chứng mà người này có phơi nhiễm nhiều với gia cầm. Ngoài ra thì để mà tránh cái việc mà con người mắc bệnh thì chúng ta cũng phải giảm cái nguy cơ lây nhiễm của các loại gia cầm với cái virus cúm này. Có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ các cái đàn gia cầm, cách ly gia đàn gia cầm này với gia đình khác, theo dõi và nếu có thể được thì khi mà có vaccine thì chúng ta tiêm chủng vaccine cho các loại gia cầm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Vượt đường dài mà chính người mười ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG, rất sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính thưa quý vị, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Nguyễn Tiến Dũng, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh gửi qua fanpage báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, có rất nhiều người mặc áo bác sĩ lên phổ biến kiến thức y khoa và các loại bệnh, có thông tin đúng, có thông tin sai.
có nhiều người chỉ là dược sĩ cũng lên nói về bệnh, nguyên nhân và cách chữa trị. Việc này rất nguy hiểm cho sức khỏe của người dân nếu tin theo. Bạn đọc mong báo lên tiếng để cơ quan chức năng chấn chỉnh việc này. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Nguyễn Ngọc Định, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh. Năm 2021, ông được bạn bè kinh doanh giới thiệu cho một người bạn tự xưng là bác sĩ phẫu thuật, làm việc tại một bệnh viện lớn, có quen biết rộng. Sau 7 tháng, ông cho người này mượn hơn 15 tỷ đồng, hứa sẽ trả lại trong vòng 30 ngày. Đến thời hạn trả, người này chỉ trả được 9 tỷ, số tiền còn lại người này không trả tiền như đã hứa và trốn luôn. Qua tìm hiểu, nhiều người cũng bị người này giả danh là bác sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và sẽ trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 11 tháng 4 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!